nhị hô danh bành ba hồn bảy vía phục vị chân linh ngũ ngọc dậu tóc gặp tần phan nhị hô danh bành ba hồn bảy vía phục vị chân linh tóc gặp hoa phan hoa nhị hô danh bành ba hồn bảy vía phục vị chân linh vũ ngọc dậu tóc nhập hoa phan. Hồn à, vũ ngọc dậu gì nay nông nhân sinh hảo tự
tâm phần hương nhi triều thỉnh vong hồn vũ ngọc dầu dĩ nai lâm bách hoa thành mật hậu đạo đầu tân khổ nhất như chàng nguy không ơi vong hồn ơi nghe thầy thỉnh đường thứ hai đây mà hôm nay hồn có khôn thiêng thì hồn này quay nhà về ơi vong hồn ơi thân con người ta sống ở trên thân con người ta sống ở trên đời khác nào như con ông làm mi tổ lúc còn mạnh khỏe thì hớn hở bay đi khắp mi gần xa để chọn mọi thức hoa đem về cây mật đủ no mọi vật mùi ngọt mùi cay dành để tổ đầy khi lúc nhàn sẵn con vạn đại tổ cả mặt đầy ai ngờ cho đến hôm nay ai ngờ đâu cho đến hôm nay có mưa ra ra thế là một đời vất vả làm tổ công đâu mà một trận cuồng phong lên cửa nhà tan tác ơi vong hồn vũ ngọc dẫu ơi thân con người ta sống trên cõi đời đâu nào khó khăn như thế ngoài ông hôm nào còn có mà nay không trở về không lên sự đời có vậy ơi vong tụ tây quy bất đức vĩnh hồi để ngàn thu vinh biệt từ điểm cùng nào đặng thân tiến bạc do thị phần nướng nương không chịu thịnh nhất vị chân linh ngũ ngọc dậu thừa tam bảo chi diệu lực trưởng mỹ mật chi chân ngôn thử nhật dạ kim thời nay ban ma dẫu di nai lâm phù bối ẩn thân trung hiu biệt tử tôn nghĩa trọng giả phân đi
nhân tình tự điều đồng năm túc mi đại hạn nay thời các tử phi ơi, thân con người ta sống ở trên đời, thân con người ta sống ở trên đời cũng nên biết rằng kìa ân sâu trai đã phải nhọc lòng một đời để vất vả vì con. Thịt nát xương mòn đầu bù tóc rối có nhọc vì con, lại hạn đến tang môn. Thì xa cách kể sao cho hết như đàn chim cắp lo đỗ trên cảnh, vì ở nơi đâu mà gió đánh tan tành nên nạt đàn tan tác chi bằng cực nạt giải thoát phi tông. Phật thuyết sinh không lên tử lại hoàn không lên sự đời khổ vậy ơi vong. Bất tục tây quy bất đức vĩnh hồi để ngàn thu vĩnh biệt, tư niệm cụ nào đặng thân tiên bà do thị phần hương đương không chịu thỉnh nhất vị chân linh vũ ngọc dậu thừa tam bảo chi diệu lực trưởng bí mật chi chân ngôn tử nhật dạ kim thời đại pháp mi hội